Vô Lăng Công Chúa, người đẹp cũng đẹp hết trơn. Chưa xong không? 11 giờ tôi đã bị rồi. Để có lên được không cháu người? À mà bỏ không ai được cái bình đệm không? Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu đến tham dự đêm Lâm Viên ngày hôm nay. Nhạc chủ đề nói lên tình quê hương và tình của các cựu chiến binh, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cho tới ngày hôm nay vẫn một lòng chống cộng sản và chống giặc ngoại xâm. Thưa quý vị, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng về thăm lại những hình ảnh sống động của một thời yên bình và tràn ấm tình người trên mảnh đất thân yêu Việt Nam. Hình bóng cây đa đầu làng đan tay với hàng tre xanh thẳm, nối liền với ruộng đồng bao la tạo thơm mùi lúa chín, hương tóc mạ non thơm hương bao kỷ niệm, khói ngắm chiều nhẹ nhẹ vương vấn đâu đây. Dấu dày lửa thủ nó đôi mắt
chân nghe là từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng hương che lối vào, đồng ruộng mong manh nước. À, xin quý vị nào, đây là Michael Vinh. Xin quý vị, có tên là Michael Vinh, xin gặp lên gặp người phụ trách trong nhà hàng Góc Chuyện Góc.
subscribe.